con làm bánh chuối nướng nha con. Rồi, cũng đơn giản lắm, mẹ xài một nải chuối chín chín cục á, không ruột lắm nhưng mà chín rất nhiều nha, 6 cục bánh mì và 2 lạng bột năng với bột gạo, rồi nửa ký dừa, mẹ sẽ xài nửa lon sữa đặc, 2 lạng đường với 1 miếng bột cacao để làm bánh nha con. Bây giờ bắt đầu lột chuối rồi cắt bánh mì của mẹ làm. Chuối này nướng nó mới chín, mình là chuối chín nhiều con. Cái chuối này cũng sơ sơ là nướng cho nó đỏ chuối thôi nha. Chuối mẹ đã lột xong rồi ha, bây giờ mẹ lấy cái phần gọt bột này rồi mẹ bỏ vô sau này, là 1 lạng đường á, quên tầm bậy, đường, bột gạo với bột năng nha con, 1 thứ 1 lạng là 2 lạng đó. Bây giờ tô nước cốt mẹ đổ vô để cho bột gạo nó tan ra nè. Con quậy vô đây 2 lạng rưỡi đường. Quậy cho nó tan ra hả mẹ? Đây 3 muỗng cacao. Muỗng cà phê hay muỗng canh mà? Muỗng cơm ăn là ngọt. Ba muỗng cacao. Con quậy cho hỗn hợp nó tan đi cho bột gạo nó tan ra. Thì nghe sắc chuối. Chuối con sắc dọc nha. Bỏ vô luôn đó con sắc dọc này nè. Một cái chuối làm 3 4 miếng vậy đó. Con sắc dọc con bỏ vô trong đây con quậy cho nó tan bột gạo đi. Sau khi nè, con thấy nồi nước này không? Bột gạo nó đã tan rồi. À, chuối mẹ cũng sắc rồi nè, sắc miếng vậy nha con. Thì mẹ bỏ 1 ký muối, 1/4 muỗng muối. Mẹ không xài vani tại vì mẹ đã xài cacao rồi nên không xài vani, nó sẽ át mùi cacao ha. Rồi bây giờ bắt đầu nè, con cắt bánh mì ra từ khoanh như vậy nè. Mẹ xài đây tới 7 ổ lần đó, không có lượng được. Khi mà con thấy nó sệt là con ngưng nha. Chuối thì nướng cái bánh mì nó sẽ có độ xốp. Sau khi con bỏ bánh mì vô, con phải để nó nở bánh mì ra hết như vậy nè. Bắt đầu con tha khuôn con nấu, nhưng mà chuối con nhớ sắc miếng dài vậy nha, nướng nó mới đẹp mới ngon nha. Nhớ cho con nửa lon sữa đặc, 2 lạng rưỡi đường cát. Rồi con ra con mua là bán nửa ký dừa, nói người ta dắt nước cốt nước dảo về con pha với 3 muỗng ăn canh á, ăn cơm của mình á, cacao vô đây và đưa bột gạo với bột năng là 2 lạng nha con.
Bây giờ xong rồi, bây giờ con tha khuôn nè. Này có hai cái khuôn này, con tha đều lên. Bơ đó bơ gì vậy mà? Bơ thơm để làm bánh á. Cho nó không bị dính hả? Không bị dính. Nha, nướng bánh là bắt buộc con phải có cái này. Cái con nó không ấy làm sao mà hơi nó dính á. Này là bơ thơm. Mẹ không xài vani nha, tại vì mình đã xài cacao rồi. Bỏ vani vô nữa nó sẽ át cái mùi cacao không ngon. Nhớ dặn một tí muối nha con. Yeah. À, con nhớ là phải để đặc thì sệt như vậy nha, chứ lỏng lát là không được nha. Nếu mà lỏng là con phải làm bánh mì thêm vô đó. Chuối này là đặc biệt là phải nướng bằng bánh mì, chứ nếu con bỏ bột vô không là không được. Nó không có được ngon hả mẹ? Không. Chứ không phải mà quậy bột vô nướng là không phải nha. Nhớ là nướng với bánh mì. Đó, con thấy bánh mì không? Nó nở ra đó. Để làm được hai ô bánh nè. Giờ mình bỏ lên nướng nè. Ngon lắm. Rồi bắt con bếp đi con. Ui nặng quá. Giờ mình bỏ vô nướng nha con. Bếp là nướng đã nóng rồi đó. Nhớ mang dép vô nha, không có ẩu được điện á, nó không có bà con à. Rồi giờ con bật nước nè. Con cũng nướng như bánh bông hoa vậy, lửa trên lửa dưới. Mới đầu thì chừng 120-130 lên 150 là thôi nha con, không cao lắm. Con phải nướng từ từ. Nó đang 150 mà. Thì hồi nãy mình đã hơi nóng rồi, thì con cứ hạ lên 150 đi. Rồi con canh lửa rồi con tuột xuống từ từ. Nha. Con nè. Thơm quá. Ui thơm quá. Vàng chưa? Vàng, vàng được đẹp rồi, chưa? Được rồi ha. Dạ. Mà nóng nha. Tên tên tên. Rồi chuối đỏ nè. Đã xong. Con nướng về chuối mới đỏ nè ha. Nè. Giờ trút ra được hay không nè. Cái này là nướng trong vòng 40 phút thôi mà. 40 phút á mà lửa là bắt đầu 150 hư lên tới 180-200 nha con. À, ngon quá là con ơi. Nướng này là chuối nó sẽ đỏ ửng luôn nè, con thấy mặt đỏ rồi nè không? Nhìn làm sao mà chút đây. Từ từ mày để lật cái này ập xuống. Cái chừng nóng phỏng. Chưa. Rồi 2-3. 2-3. Dính luôn. Rào. Ra luôn ra. Nhưng mà chừng nó bể, nóng quá. Cái này mày phải để nó nguội vỗ bánh lại mới chút ra. Mày để nó nguội xuống đi. Cả nhà ơi, còn nóng quá chưa ra được khuôn, nhưng mà cả nhà thấy nè. Bánh bông hết rồi nè. Đợi 10 phút hay nửa tiếng cho nó nguội vỗ bánh lại mới chút được. Bánh chuối đơn giản dễ làm, ngon. Cả nhà bữa nào mua nãy chuối về mình nướng ăn thôi. Rất là ngon. Như bánh bông lan nó tróc liền, còn này nó còn nè, còn dính. Bạn ơi, sau 45 phút bánh đã chín rồi. Các bạn thấy không? Chuối chín đỏ. Rất là ngon, nhưng mà mình phải để 15 phút nó nguội mình mới trút ra được nha. Mình đã trút ra thử một khay rồi. Công thức cũng dễ làm nhưng mà ăn ngon lắm. Rồi, các bạn chia sẻ và đăng ký với mình nha. Rồi chúc các bạn làm thành công trong món bánh chuối nướng với cacao. Rồi chào cả nhà.